bí mật về nụ cười đầu tiên của bé mà không phải bố mẹ nào cũng biết. Nụ cười của bé đặc biệt là nụ cười đầu tiên, đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với mỗi người làm cha làm mẹ. Vậy khi nào thì bé mỉm cười? Và khi nụ cười của bé phản ứng rằng bé đang phát triển về mặt xã hội và tình cảm. Theo tạp chí Parent Mỹ dẫn lời bác sĩ như khoa Mark Estelman ở Scotland, Arizona cho hay Trẻ biết cười từ trong bụng mẹ rất lâu trước khi bé được sinh ra. Tuy nhiên, những nụ cười đầu tiên này không phải là do chủ ý và cũng không phải có gì đó khiến cho bé buồn cười. Theo ông Gesellman thì đó là nụ cười phản xạ, tương tự như việc bé cử động chân tay để thử nghiệm chức năng của các bộ phận trên cơ thể bé. Nụ cười phản xạ của bé sẽ biến mất khi bé khoảng 2 tháng tuổi, khoảng 1 tháng rưỡi đến 3 tháng tuổi, hay từ 6 tới 12 tuần, bé sẽ có những nụ cười thực sự bạn có thể nhận ra sự khác nhau giữa nụ cười phản xạ và nụ cười thực sự bằng cách dựa vào thời gian và thời điểm bé cười. Nhìn chung thì nụ cười phản xạ thường ngắn hơn và diễn ra một cách ngẫu nhiên, ngay cả khi bé đang ngủ hay là lúc bé mệt mỏi. Trong khi đó thì một nụ cười thực sự là diễn ra khi bé muốn phản ứng lại một thứ gì đó, chẳng hạn như khi bé nhìn mẹ hoặc là nghe giọng nói của ai đó trong nhà. Bạn cũng sẽ cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt của bé lúc bé cười thực sự. Nụ cười thực sự đầu tiên của bé phản ánh rất nhiều về sự phát triển của bé. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng nhìn của bé đã được cải thiện. Bé có thể nhận ra khuôn mặt của bạn, bộ não và hệ thần kinh của bé cũng đã trưởng thành. Đủ để bé hiểu rằng cười là một cách kết nối đối với người khác. Bé sẽ mỉm cười và diễn tả niềm vui, sự hưng phấn, mãn nguyện và hạnh phúc. Có thể bé đang muốn nói, mẹ ơi, mẹ chăm con rất tốt đấy, hay sữa mẹ rất ngon cho con tì thêm tí nữa được không mẹ? Bạn có thể khuyến khích bé cười đáp lại bằng cách là nói chuyện thường xuyên với bé, thường xuyên trao đổi với bé ánh mắt và nụ cười hay trêu chọc bé. Dù vậy cũng không nên làm dụng máy trò trêu chọc bé. Nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em David Ekin tác giả cuốn cẩm nang làm cha mẹ. Ông cho hay trẻ sơ sinh đang phát triển khả năng điều khiển cảm xúc của mình và khi bị kích thích quá mức thì chúng sẽ tìm cách quay đi. Bên cạnh đó nếu bé của bạn chưa cười nhiều cũng không có nghĩ là bé không hạnh phúc. Mỗi bé có một mốc phát triển khác nhau, dù vậy nếu như bé đã được 3 tháng mà vẫn chưa thấy bé cười, hãy thử đưa bé đi khám bác sĩ.